Nhiều tài xế không có giấy xét nghiệm âm tính, phải quay đầu gây kẹt xe nối dài tại chốt kiểm soát Pháp Vân, Cầu Rẽ. Tình hình cho thuê mặt bằng tại Hà Nội điêu đứng, nhiều nơi treo biển cho thuê bán nhà. Không được buôn bán, kinh doanh, vợ chồng vẫn hào phóng quyên góp rau củ cho công nhân tại khu cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mặt bằng chung về điểm thi cao hơn năm ngoái. Shipper nối đuôi nhau xếp hàng trước bệnh viện dã chiến để giao hàng cho F0. Giám đốc WHO lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản trong thời gian diễn ra Olympic. Nhật Bản phê duyệt vaccine Moderna cho trẻ em lứa tuổi 12 đến 17 tuổi. Người đàn ông Việt Nam bị bắt vì ăn trộm 180kg gạo và 300 bao đựng gạo. Đài Loan cấp phép cho vaccine tự sản xuất, hiệu quả không thua gì so với AstraZeneca. Châu Âu là châu lục đầu tiên trên thế giới vượt mốc 50 triệu ca nhiễm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có chuyến ghé thăm một nước Asia, trong đó có Việt Nam. Bảo tàng Fujiko, nơi gặp lại tuổi thơ của mỗi người. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Japan Daily Top News. Bản tin được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ tối theo giờ Nhật Bản trên kênh Xin Chào TV thuộc ứng dụng Netlove và phát lại trên kênh YouTube Xin Chào TV. Đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho người Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhé. Khánh Huy xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Việc dừng xe làm thủ tục qua chốt kiểm soát, nhiều tài xế thiếu giấy xét nghiệm âm tính phải quay đầu đã khiến cho điểm chốt kiểm soát tại cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ ùn tắc trong đêm. Đại úy Bùi Đức Minh, trưởng chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ cho biết, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công điện số 15 từ 0 giờ đêm qua, tất cả các phương tiện đến từ 37 tỉnh thành đang có dịch muốn vào thành phố Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế, có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Để kiểm soát kỹ người và phương tiện vào Hà Nội, lực lượng liên ngành tại chốt đã phối hợp với công ty cổ phần BUT Pháp Vân, Cầu Rẽ chỉ mở 3 làn xe di chuyển qua chốt. Đã có nhiều tài xế đến đây vào lúc 21 giờ tối, nhưng đến mãi hơn 1 giờ sáng mới có thể đi. Cũng theo đại úy Bùi Đức Minh, hiện tại ở chốt kiểm soát dịch này lực lượng y tế còn khá mỏng, trong khi đặc thù phương tiện đi qua cửa ngõ này vào thành phố ước tính đến 65.000 lượt xe một ngày, nên ảnh hưởng đến tốc độ thông xe ở đây. Tuy nhiên, lực lượng y tế trực chốt chỉ mới có 4 người, 3 bạn khai báo làm nhiệm vụ hướng dẫn tài xế khai báo, kiểm tra nên tốc độ còn chậm. Trong vài ngày tới, mong cơ quan chức năng điều chỉnh tăng lực lượng y tế làm việc tại chốt. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo những tài xế trước khi đi qua chốt kiểm cần chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết để kiểm tra và khuyến khích khai báo y tế online trước khi đến chốt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hà Nội đã quyết định giãn cách toàn thành phố. Điều này là một tổn thất không nhỏ đối với những người làm kinh doanh. Mới đây, một loạt mặt bằng cho thuê ở phố cổ Hà Nội đã đồng loạt treo biển thuê bán nhà. Dịch Covid-19 không chỉ làm cho các tiểu thương buôn bán gặp khó khăn, mà các chủ hộ cho thuê mặt bằng cũng phải đau đầu. Một số chủ mặt bằng chấp nhận giảm hơn 50% giá thuê nhưng vẫn không tìm được khách thuê. Một số căn nhà nằm ngay tại vị trí đắc địa, hai mặt tiền hay nằm ngay tại con đường nhộn nhịp bậc nhất cũng đành ngậm ngùi đóng cửa, treo bảng cho thuê hoặc bán nhà. Nhiều chủ mặt bằng đã cố gắng giảm một nửa tiền thuê, hỗ trợ giá rẻ đến hết năm nhưng vẫn chẳng có ai liên lạc theo nhà. Có hàng ngàn ngôi nhà muốn được thuê nhưng người thuê chỉ đến trên đầu ngón tay. Điều này cho thấy thị trường mặt bằng cho thuê tại Hà Nội đang điêu đứng. Những khu phố nằm cạnh Hồ Gươm, đắt đỏ nhất Hà Nội, đến nay nhiều cửa hàng cũng trong tình trạng khóa trái, phía ngoài treo biển cho thuê. Nhiều địa điểm mặt bằng tại các trung tâm thương mại khu phố lớn như phố Huế, Hàng Bông, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đường, Hàng Đào, v.v. liên tục đóng then cài cửa và treo biển giảm giá sâu. Ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến hai vợ chồng phải tạm nghỉ bán, nhưng hai anh chị vẫn đang thu gom tặng 500 suất rau củ cho công nhân tại khu cách ly. Vợ chồng chị Ngô Thị Kim Đào 28 tuổi và anh Nguyễn Thanh Tuấn 30 tuổi kinh doanh trái cây ở chợ Tân Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh được 15 năm nay. Nhưng một tháng trở lại đây, họ phải đóng cửa hàng vì dịch bệnh Covid-19. Được biết, anh chị đã bán trái cây hơn 15 năm và bán với giá cả hợp lý nên cửa hàng của anh chị rất được nhiều người ủng hộ. Mấy hôm trước đọc báo, anh chị thấy có nhiều người dân, nhất là bà con, công nhân khu chế xuất Tân Phú bị cách ly, sống rất vất vả. Họ phải mua rau củ giá cao bởi mặt hàng này khan hiếm. Hai vợ chồng bàn nhau đi thu gom rau củ ở các chợ đầu mối để mang về tặng bà con. Ý tưởng có thể coi là táo bạo này được rất nhiều người ủng hộ và cũng tìm được một đầu mối rau củ giá rẻ. Cụ thể, một phần rau củ của vợ chồng anh chị Đào trao cho mỗi công nhân khu cách ly Tân Phú gồm có 2 ký khoai lang tím, 1 ký chanh, 1 bó sả cùng một ít rau lang, rau muống, rau bồ ngót, mùng tơi, cải canh và cải ngọt, rau má. Cho dù chỉ là phần quà nhỏ bé nhưng anh chị cũng thấy vui vì trong lúc dịch bệnh vẫn cố gắng hỗ trợ được một chút cho mọi người khó khăn. Thưa quý vị, theo một số đánh giá tại thành phố Hồ Chí Minh, bài làm của thí sinh năm nay khá tốt nên điểm thi cao hơn năm trước. Môn văn đã xuất hiện những bài trên 8 điểm. Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất trong ngày 20 tháng 7 với cả bài thi trắc nghiệm và tự luận. Sau đó, hội đồng thi sẽ tiếp tục công việc hồi phách, soi dò lên điểm.
Hội đồng chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tổng kết công tác chấm thi, báo cáo sơ bộ kết quả, gửi dữ liệu bài thi về Bộ Giáo dục Đào tạo, đảm bảo thời gian công bố kết quả cho thí sinh vào ngày 26 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hoàn thành vào ngày 28 tháng 7. Chậm nhất vào ngày 2 tháng 8, thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động gần 2.000 cán bộ giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi tham gia chấm thi, các giáo viên phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, xét nghiệm COVID-19, cung cấp cho tất cả các giáo viên tham gia chấm thi khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn và bổ sung vitamin C, thực hiện chấm thi theo ca, v.v. Hầu hết cán bộ chấm thi đều tham gia đủ từ đầu đến cuối, nhưng chỉ có một số người bị phong tỏa nơi ở thì mới xin phép tạm dừng chấm thi. Dưới cái nắng của Sài Gòn, hàng trăm shipper vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài trước bệnh viện Dã Chiến để hoàn thành thủ tục chuyển thực phẩm cho các bệnh nhân COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều lô chung cư tái định cư Bình Khánh tại khu đô thị mới ở Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để làm bệnh viện Dã Chiến thu dung số 3, số 6, 7, 8, 9 để điều trị các ca mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Vừa hoạt động được hơn một tuần, bệnh viện đã đón hàng nghìn bệnh nhân đến điều trị. Các bác sĩ, nhân viên phục vụ luôn căng mình để chăm sóc những yêu cầu, đòi hỏi khác nhau của bệnh nhân. Khi bệnh viện Dã Chiến đã đi vào hoạt động cũng là lúc hàng trăm shipper đổ về để giao hàng cho bệnh nhân. Trong những ngày gần đây, tầm trưa, trước bệnh viện Dã Chiến lại xảy ra tình trạng shipper tập trung đông để chờ gửi hàng cho lực lượng chức năng nhờ chuyển giúp đến các bệnh nhân. Hàng hóa cũng được gửi đến chủ yếu là thực phẩm như mì tôm, lương khô, v.v. cho đến các vật dụng phục vụ sinh hoạt như quạt, bình nước siêu tốc. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã chặn chốt, phân luồng toàn bộ hàng hóa trước khi được chuyển vào được phun khử khuẩn. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đang có kế hoạch đến thăm Nhật Bản trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo. Được biết, mục đích của chuyến viếng thăm lần này chính là thảo luận về các biện pháp phòng chống COVID-19 với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Nếu chuyến viếng thăm này thành hiện thực, Tổng Giám đốc của WHO sẽ thảo luận về các biện pháp chống COVID-19 cho Thế vận hội và Paralympic với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Các quan chức cho biết cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng giữa thứ Năm và thứ Bảy. Chính phủ cũng đang xem xét sắp xếp các cuộc đàm phán giữa ông và Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi vào thứ Sáu khi Thế vận hội bắt đầu. WHO đã tư vấn cho các nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo về các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Giám đốc WHO đến thăm Nhật Bản lần cuối vào tháng 6 năm 2019 để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 được tổ chức tại Osaka. Hội đồng của Bộ Y tế Nhật Bản đã phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna Inc. cho độ tuổi từ 12 đến 17, mở đường trở thành mũi vaccine tiêm thứ hai cho thanh thiếu niên ở nước này sau loại được phát triển bởi Pfizer Inc. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi dự kiến sẽ quyết định vào một ngày sau đó cung cấp vaccine Moderna miễn phí cho nhóm độ tuổi như một phần của chương trình tiêm chủng toàn quốc của chính phủ. Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách các nỗ lực tiêm chủng Taro Kono đã cảnh báo rằng nguồn cung đang gặp khó khăn để theo kịp các yêu cầu, khiến không rõ khi nào trẻ vị thành niên có thể được tiêm phòng. Trong số hơn 3.700 đối tượng từ 12 đến 17 tuổi tham gia thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ, không ai phát hiện dấu hiệu của COVID-19 trong vòng 14 ngày sau khi nhận liều tiêm thứ hai, trong khi 4 người trong nhóm được dùng giả dược có triệu chứng. Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Việt Nam vì có hành vi ăn cắp 180kg gạo và 300 bao đường gạo. Trần Ngọc Hạnh, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện đang là nhân viên của một cửa hàng ăn uống vừa bị công an tỉnh Saitama bắt giữ vì cáo buộc đã ăn trộm 180kg gạo trị giá 48.000 yên, khoảng 10 triệu đồng và 300 bao đựng gạo. Người bị hại là một nông dân 52 tuổi có nói, đây là số gạo mà chúng tôi vất vả cả năm mới làm ra nên hãy dừng lại đi. Mặc dù số gạo này bảo quản trong kho nhưng do vướng đường dây điện đi qua nên chúng tôi không thể khóa lại được. Đáng buồn hơn là người Nhật đã gán cho người ăn cắp Việt Nam cái tên kẻ trộm gạo thời Reva. Đây được hiểu là nạn trộm cắp gạo vào những thời kỳ chiến tranh và đói nghèo. Theo nhiều bình luận của cộng đồng mạng người Nhật, sau hàng loạt vụ trộm cắp gia súc và hoa quả do người Việt gây ra ở tỉnh Quân Ma, thì người hàng xóm tỉnh Saitama từ nay trở đi phải nâng cao cảnh giác hơn vì số người Việt nhờ ở đây ngày càng tăng. Với Đài Loan, việc đốt cháy giai đoạn để phê chuẩn vaccine nội địa không chỉ nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 đang đe dọa 23 triệu dân của đảo này, mà còn là nỗ lực mang tính chính trị đối ngoại. Đài Loan đã phê duyệt sản xuất và sử dụng khẩn vaccine COVID-19 của công ty Medigen Vaccine Biologics Corp. Dù vaccine này chưa hoàn tất thử nghiệm lâm sàng, nhưng theo cơ quan y tế Đài Loan, nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng tạo kháng thể từ vaccine Medigen không hề thua kém gì với AstraZeneca. Thực tế, quyết định trên của Đài Loan không chỉ nhằm ứng phó tình hình dịch bệnh đang đe dọa 23 triệu dân của đảo này, mà còn là nỗ lực mang tính chính trị đối ngoại.
Năm 2020 và giai đoạn đầu năm 2021, Đài Loan là một trong các điển hình về kiểm soát COVID-19, giúp Đài Bắc từng có cơ hội trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhưng sau đó bất thành do sự cản trở từ Trung Quốc đại lục. Trước diễn biến kéo dài của COVID-19, Mỹ và Nhật Bản đã chuyển vài triệu liều vaccine COVID-19 cho Đài Loan, nhưng vẫn khó có thể đáp ứng đủ. Nếu Đài Loan có thể tự cung cấp vaccine COVID-19 thì đảo này chủ động kiểm soát dịch bệnh, vừa thể hiện được sự tự chủ mạnh mẽ hơn trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, đây vẫn là nước cờ mạo hiểm vì nếu vaccine thiếu an toàn thì có thể đảm bảo Đài Loan bị phản đòn. Theo thống kê mới nhất, châu Âu trở thành châu lục đầu tiên trên thế giới ghi nhận 50 triệu ca COVID-19. Biến thể Delta đang góp phần làm số ca mắc mới này tăng theo kỷ lục ở khu vực. Biến thể Delta lần đầu tiên phát hiện tại Ấn Độ, đã có mặt tại khoảng 100 quốc gia và đang là biến thể thống trị trên toàn thế giới. Châu Âu vẫn là một trong những khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất với 27% ca bệnh và 31% ca tử vong toàn cầu. Châu Âu mất 194 ngày để tăng từ 25 triệu ca bệnh lên 50 triệu ca bệnh, trong khi 25 triệu ca đầu tiên được ghi nhận trong 350 ngày, theo thống kê của Reuters. Trong khi đó, Anh ngày 19 tháng 7 chính thức dỡ bỏ hầu hết các lệnh hạn chế phòng dịch, dù vẫn ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt và những dự báo nghiệt ngã. Do đó, dự báo Anh có thể ghi nhận tới 100.000 ca bệnh trong một ngày vào hè này. Đi ngược lại với nước Anh, chính phủ nhiều nước châu Âu đã tái áp đặt các biện pháp phòng dịch khi số ca bệnh mới tăng vọt cũng trong tuần gần đây. Theo phân tích của Reuters, tốc độ tiêm chủng hàng ngày đã tăng lên khoảng 10 quốc gia châu Âu và chính phủ. Các nước trong khu vực đang mở rộng chương trình tiêm vaccine COVID để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, Bộ trưởng Lloyd Austin cuối tháng này có chuyến thăm tới một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thông báo từ Lầu Năm Góc cho hay, Bộ trưởng Lloyd Austin sẽ bắt đầu chuyến thăm ở Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 7 với các điểm dừng chân tại Singapore, Việt Nam và Philippines. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến Đông Nam Á của một quan chức hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Được biết, chuyến đi của Bộ trưởng Austin cho thấy tầm quan trọng của Đông Nam Á với chính quyền Biden, Harris, cũng như vai trò thiết yếu của ASEAN trong kiến trúc Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Điều này nhấn mạnh cam kết của Mỹ với khu vực, cũng như ý định duy trì luật lệ quốc tế, thượng tôn pháp luật và thúc đẩy vai trò trung tâm ASEAN. Đối với ai là những fan của chú mèo máy Doraemon, thì đây chính là tin vui dành cho các bạn. Xin mời các bạn ghé thăm bảo tàng Fujiko, nơi bày các tài liệu, các tác phẩm quý giá của họa sĩ Fujiko F. Fujio, cha đẻ của bộ truyện Doraemon nổi tiếng. Bảo tàng này là nơi trưng bày tất cả các tài liệu liên quan đến tác giả Fujiko, cũng như bộ truyện Doraemon. Những bức vẽ đầu tiên của bộ truyện hay văn phòng làm việc của ông cũng được trưng bày cho khách tham quan. Ngoài phòng triển lãm, còn có khu vui chơi không chỉ cho trẻ em mà người lớn cũng có thể trải nghiệm, chẳng hạn như phòng đọc truyện, phòng vui chơi, tiệm cà phê Doraemon. Bên cạnh tiệm cà phê Doraemon, bạn cũng sẽ thấy một thế giới Doraemon thu nhỏ. Nơi đây các bạn có thể chụp hình cùng các cánh cửa thần kỳ nằm trên bãi đất trống hoặc là một số bảo bối khác của Doraemon. Những thông tin cần lưu ý khi đến bảo tàng là: vé vào cửa 1.000 yên dành cho người lớn và trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí. Thời gian tham quan là 1 tiếng. Một ngày có 7 khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ. Vé thì có thể mua trên Internet hoặc là ở cửa hàng Lawson. Và bản tin Japan Daily Top News tối nay đến đây là kết thúc. Khánh Nguyên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 20 giờ tối mai theo giờ Nhật Bản. Đừng quên tải ngay app Red Love để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhé. Và Khánh Nguyên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Xin chào TV, xin chào Red Love.